Này thiện hiện vô tánh và đạo là tất cả pháp đều chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, một tướng gọi là vô tướng. Phàm phu dị sanh ngu si điên đảo, đối với pháp vô tướng khởi tưởng có pháp, chấp đắm năm uẩn. Ở trong vô thường khởi tưởng là thường, ở trong các khổ khởi tưởng là vui, ở trong vô ngã khởi tưởng là ngã, ở trong bất tịnh khởi tưởng là tịnh, ở pháp vô tánh, chấp đắm có tánh. Do đây chúng đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện khéo léo cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến lìa điên đảo hư vọng phân biệt, phương tiện an trí trong pháp vô tướng, khiến siêng năng tu học, giải thoát sanh tử, chứng được niết bàn, thường vui rốt ráo. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, việc mà phàm phu ngu si dị sanh chấp đắm có phần nào chân thật mà chẳng hư vọng, kẻ ngu ấy chấp đắm rồi tạo tác các nghiệp, do nhân duyên này nên chìm đắm luân hồi các cõi, chẳng được thoát khổ sanh tử chăng? Phật bảo: Này thiện hiện, việc mà phàm phu ngu si dị sanh chấp đắm thậm chí không có chừng đầu sợi lông nhỏ để nói là chân thật chẳng hư vọng, kẻ ngu ấy chấp đắm rồi tạo tác các nghiệp, do nhân duyên này nên chìm đắm các cõi, chẳng thoát khỏi các khổ sanh tử được, chỉ có hư vọng điên đảo chấp đắm. Ta nay vì ông rộng nói thí dụ, làm rõ lại nghĩa ấy khiến cho ông dễ hiểu. Những người có trí nhờ các thí dụ đây, đối với nghĩa mà ta đã nói có thể hiểu được chân chánh. Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Trong mộng thấy người hưởng vui năm dục, trong mộng có chút phần nào là thật khiến cho người kia hưởng dục vui chăng? Thiện hiện thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người được thấy trong mộng còn chẳng thật có, huống là có việc thật khiến cho người ấy hưởng vui năm dục. Phật bảo: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Có các pháp hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc hữu ký hoặc vô ký, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu vi hoặc vô vi, có pháp nào chẳng phải như việc trong mộng đã thấy chăng? Thiện hiện thưa: Bạch Đức Thế Tôn, quyết định không có pháp nào hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc hữu ký hoặc vô ký, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu vi hoặc vô vi, mà chẳng phải việc như trong mộng đã thấy. Phật bảo: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Trong mộng thật có các việc sanh tử qua lại trong các cõi chăng? Thiện hiện thưa: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng thật có. Phật bảo: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Trong mộng thật có việc tu đạo, nương việc tu đạo ấy mà lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện hiện thưa: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng thật có. Vì sao? Vì các pháp trong mộng thấy được đều không thật có, chẳng có người tạo ra, chẳng có việc tạo ra, tu đạo còn không có, huống là có việc nương vào sự tu đạo lìa xa tạp nhiễm được thanh tịnh. Phật bảo: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các hình ảnh hiện ra trong gương sáng có thật sự gây tạo nghiệp, bởi đã gây nghiệp nên đọa địa ngục, hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa cõi quỷ, hoặc sanh trong loài người, hoặc sanh trên trời hưởng khổ vui chăng? Thiện hiện thưa: Bạch Đức Thế Tôn, các hình ảnh hiện ra trong gương sáng đều không thật có, chỉ gạt trẻ nhỏ ngu si. Những hình ảnh ấy làm sao có thể gây tạo các nghiệp? Do nghiệp đã tạo nên đọa cõi ác, hoặc sanh loài người, trời hưởng các khổ vui. Phật bảo: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các hình ảnh ấy có chân thật tu đạo, nương việc tu đạo nên lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện hiện thưa: Bạch Đức Thế Tôn, các hình ảnh trong gương sáng đều không thật có, chẳng có người tạo ra, chẳng có việc tạo ra, sự tu đạo còn không có, huống là có việc nương sự tu đạo lìa xa tạp nhiễm được thanh tịnh. Phật bảo: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các tiếng vang phát ra từ trong hang núi có thật sự gây tạo nghiệp, bởi nghiệp đã gây nên đọa địa ngục, hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa cõi quỷ, hoặc sanh trong loài người, hoặc sanh trên trời hưởng khổ vui chăng? Thiện hiện thưa rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, các tiếng vang phát ra từ trong hang núi đều không thật có, chỉ gạt trẻ nhỏ ngu si. Những âm thanh ấy làm sao có thể gây tạo các nghiệp? Do nghiệp đã tạo nên đọa cõi ác, hoặc sanh loài người trời hưởng các khổ vui. Phật bảo: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các tiếng vang ấy có thật tu đạo, đương sự tu đạo ấy nên lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì tiếng vang phát ra từ hang núi đều không thật có, chẳng người tạo ra.